Mỹ xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, thì hôm qua thì Song Hỷ tới tối, Song Hỷ mới tới nhà. Thì giờ này thì cái mặt cũng vừa mới tỉnh cả nhà ơi. Mà hôm nay thì rất là may mắn khi mà mình về kịp cái thời điểm làm sẵn đồ hết, phải đặt hàng, chai hết cũng phải đặt hàng, bọc hết cũng phải đặt hàng. Mà cả nhà biết hôm qua thì Song Hỷ cũng có chia sẻ cả nhà những cái sản phẩm mà hôm bữa Song Hỷ like thì nó vẫn được ông bà cô chú điện thoại, tới hiện tại bây giờ vẫn còn điện thoại nha, hỏi là còn chương trình khuyến mãi mà của đường hay không. Thì hiện tại thì Song Hỷ vẫn hết chương trình rồi cả nhà, hết chương trình rồi, là chỉ có trên phiên like hôm bữa là TikTok trợ giá mới có giá đó, còn hôm nay đã quay trở lại bình thường thì giá vẫn bình thường nha cả nhà. Mà hôm nay cả nhà thấy trên kệ của Song Hỷ thấy vắng bóng một cái gì đó không? Đó là đường hút nốt. Vì đường hút nốt là Song Hỷ, hôm bữa Song Hỷ có chia sẻ là cái lò đường bị cháy đó, nên là cái chị đó chỉ buồn quá chị nghỉ luôn. Mấy bữa nay thì Song Hỷ cũng vừa hay cái lò đường mới, và cái lò đường đó thì làm theo yêu cầu của Song Hỷ thì nó cũng số lượng nó rất là ít, và một ngày hình như là chỉ có mấy chục ký thôi cả nhà, số lượng tại cực kỳ chị hiếm nấu luôn. Chưa quen á, chưa quen nên là cứ làm từ từ và theo đúng đạt theo yêu cầu của Song Hỷ đưa ra. Thì một ngày thì có hùng làm được, có hùng làm hỏng được, nên là cứ kệ đi, dần dần nó quen. Có khi một ngày chị nấu ra 3 thùng chị giao cho Song Hỷ, nhưng mà khi tới nơi Song Hỷ chỉ nhận được một thùng thôi, tại một thùng đúng đủ rồi. Chất lượng, còn hai thùng kia phải nhờ chị trở về thì mất chi phí là Song Hỷ tự trả luôn, nhưng đúng mà rồi. Hàng nhận thì phải là chất lượng, đúng chất lượng của Song Hỷ đúng chất được. Lượng luôn, vì khi mà cả nhà không phải là nó bị gì hết, do là một khi mà mình sử dụng mà nó nguyên chất á, thì cái độ sệt của nó, độ dẻo của đường nó phải như thế nào, phải tương đối như thế nào. Khi mà những cái loại hùng mà nó không đạt để tiêu chuẩn là nó sẽ bị lỏng, đánh nó sẽ không có, đánh nó bằng tay thì nó sẽ không có đặt được. Nên là thế là phải quay thêm một lần trở lại về với cái lò để mà làm ra cái mẻ khác. Nên là trong giai đoạn này nó cũng rất là ít đường, khi mà ông bà cô chú sẽ thấy cái đường nó sẽ khác hơn, biệt hơn, và cái màu nó sẽ tươi hơn, và nó đôi khi nó sẽ dẻo hơn xíu. Ông bà cũng thông cảm nha, vì xưởng đường của Song Hỷ cũng là bắt đầu mấy hôm nay thôi. Thì ở nhà thì qua giờ là cũng nhà cũng rất là tập trung vì cái sản phẩm nước mắm. Ngoài cái sản phẩm nước mắm thì vẫn có đũa hút nốt, một cái sản phẩm mà Song Hỷ cũng tâm đắc, và cái sản phẩm này là cũng là thủ công bằng tay. Mà cả nhà thấy đi, từng chiếc đũa là được làm bằng tay, từng chiếc từng chiếc, và tới cái công đoạn mà làm như thế này là cũng qua nhiều cái công đoạn lắm. Cả nhà thấy đây, hôm qua đây Song Hỷ cũng giới thiệu mà cô chú coi cái công đoạn mà Song Hỷ làm á, thì Song Hỷ phải lựa từng chiếc như vậy, phải lựa từng chiếc như vậy, và đũa bên Song Hỷ là phải đạt đúng chất lượng từ 70 năm đến 100 năm Song Hỷ mới được nha, còn mà dưới 50 năm Song Hỷ không lấy đó. Và hoàn toàn là những đũa là thủ công bằng tay, và sẽ không có chất bảo quản sơn PU, vì sơn PU lên á thì nó sẽ giữ cho cái đũa của mình nó không có bị nhám như vậy, không có bị nhám, và nó sẽ cầm nó mướt tay hơn cái đũa mà nó như thế này nha. Tại vì mấy cái này là cái vân thì nó cũng bình thường cả nhà, nhưng mà nó vẫn có cái độ bóng bóng như vậy, là bóng tự nhiên là do dầu ăn đó. Những sản phẩm bình thường ở ngoài thì sẽ sử dụng màu và thêm sơn PU, thì khi quý vị cứ cầm lên đó rất là mượt và nó không bị sừ, tại vì bốc lục một lớp sơn ở ngoài nó sẽ tạo chiếc đũa rất là mịn, rất là mịn và bóng luôn. Mà hầu như là Song Hỷ là cái đũa này là cả nhà thấy cái vân của nó này, cái vân nó là nó phân xuôi, nên là khi mà mình rửa cả nhà, mình sẽ lựa theo cái đầu như thế này nè, vì vân xuôi thì mình phải rửa theo cái vân xuôi, nó mới đảm bảo được cái đũa của mình cho nó bảo quản. Vì ông bà cô chú cũng có hỏi tại sao mà nó bị dễ bị này kia, thì mình vân xuôi thì cái đầu này là sẽ là chuốt đầu nhỏ, đầu trên là đầu to, thì mình sẽ rửa xuôi như thế này, mình rửa xuôi như thế này để mà cho nó theo cái chiều hướng. Và khi mà mình sử dụng xong, mình sẽ phơi ngoài nắng, hoặc là mình phơi hoặc là ráo, vì đũa là gỗ nên là cái chất lượng của nó là nó sẽ kỳ ẩm. Mà mình để ẩm nha, mà mình để trong, mà giống như mình trong, giống như cả trong nhà Song Hỷ nè,
nhiều khi mình rửa xong cái mình úp vô cái chỗ mà chén dĩa mình để xong rồi để như vậy nè, thì nó phải để lâu ngày thì nó phải lên ẩm lên mốc rồi đó, ở nhà lưu ý. Còn cái này là Song Hỷ là sẽ là cho người soạn từng chiếc đũa và cả Song Hỷ xong. Xong này lựa xong một đợt là ở xưởng đã lựa làm được một đợt ở nhà rồi, đem về cho Song Hỷ thêm một đợt để Song Hỷ lựa ra những cái chiếc bị lỗi. Và sau đó là mình sẽ để vào trong cái hộp bọc rồi chống ẩm rồi thêm cái hộp để vào. Tính ra những sản phẩm mà xài sơ PU Song Hỷ thì chiếc đũa có dù có bị bể luôn đó cũng không sao, tại vì lớp sơ sẽ phủ luôn. Đúng rồi. Còn nhưng mà khi mà xài... đũa của mình á thì khi mà nó cần bể chút xíu thôi là sẽ biết liền. Nhưng mà nếu mà xài lâu ngày với cái chất sơn đó trong người quá thì nó có ảnh hưởng sức khỏe nhiều không ta? Nó quá chất là sao? Nói chung là mình nó không quá chất. Dạ, nếu mà ông bà cô chú nào muốn mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó không với quá chất mà làm thủ công bằng tay như với của Song Hỷ thì ông bà cô chú ủng hộ nha. Tại vì trên thị trường nó rất là nhiều loại và giá nó cũng rất là nhiều. Mà từng cái loại sản phẩm của Song Hỷ cũng đã từng chia sẻ nhiều cái công đoạn để làm ra đôi đũa, nó rất là kỳ công. Và cả nhà biết là hít những cái bụi cây mà hít vô, Song Hỷ chỉ cần đứng ở trong khúc đó một tí xíu thôi, trong cái lò xưởng thôi, là một hồi là nguyên cái khoang mũi của Song Hỷ là nó rất là nghẹt cứng luôn. Nói chi mà những người mà làm Song Hỷ lúc đó là Song Hỷ mang khẩu trang nha, còn những người làm cho Song Hỷ những đôi đũa đó là hầu như không có khẩu trang đó cả nhà. Còn cái này là sản phẩm mà bữa giờ là Song Hỷ làm cũng phiên live xong rồi Song Hỷ bán ở ngoài được ông bà cô chú yêu thương ủng hộ. Hiện tại Song Hỷ là sắp hết rồi, còn ít nhất là khoảng nhiêu chị Phụng ha? Dạ. Còn cái này khoảng nhiêu chai pha chế mắm nữa, chắc còn mấy chục nữa hả? Còn có 30 chai. 30 chai hết luôn hả? Mà hôm nay xe Song Hỷ đi bảo dưỡng rồi, cả nhà không có xe chở đi mua chai lấy chai nữa nè. Cũng hơi rầu tại còn có 30 chai à, ông bà cô chú bữa ở nhà chuẩn bị cũng sẵn cũng khoảng 5 combo này để mà đáp ứng yêu cầu của ông bà. Nhưng mà giờ còn mỗi thứ hai loại gộp lại còn có 30 hộp. Ông bà cô chú nào mua thì tranh thủ nha. Cái mùi này á, nó thật sự nó là giống như anh chị đã từng nói, cái mùi nó rất là khấm và cái mùi nó là mùi đặc trưng của cái con cá linh. Thì cái mùi nước mắm sống á, gọi là nước mắm dĩ á, thì nó phải đặc trưng rồi, nhưng mà nó độ đạm của nó thì nó cũng vừa, vì cái nơi cá sông thì nó sẽ khác cái độ đạm ở cái nước biển á cả nhà. Đây. Nó là mùi cá ủ á vậy, còn những nước mắm ngoài thị trường thì thực sự là nó đã sử dụng những cái tinh mùi rồi, thì không còn cái mùi giống như cái mùi đặc trưng của cá nữa. Này cả nhà thấy nè, ở dưới này còn thêm cái lớp muối dưới này nữa nè. Nó lớp muối luôn á, lớp muối nó đóng như này tại vì nó là cái này nó không có rõ rệt đâu. Tại vì khi mà mình ủ á, mình ủ muối á, mình nhỉ ra nguyên chất thì nó ra luôn hoàn toàn, còn nấu nó mất tiêu luôn. Đó, cả nhà thấy nè. Đây là cái góc làm việc của Song Hỷ. Có một cái bánh chài và một cái hôm bữa dẹp ở trong hộp. Thì hôm nay Song Hỷ mới đem ra để mà khoe với ông bà cô chú gì đó. Đó. Còn này là ông Hằng Tài đó. Ở hôm bữa đi về thì Song Hỷ cũng có đem thêm khoảng củ hủ dừa của chị Phan Diễm về cho ông bà cô chú ở Châu Đốc mua, ghé ủng hộ hoặc là ghé đi giếng bà đó, xong rồi ghé cửa hàng mua luôn. Thay vì các tỉnh thì đi ở ngoài phía ngoài á, sẵn ngang đây thì tiện quá, nên là Song Hỷ đem về bán giùm chị Diễm luôn. Sáng nay có khách lại hỏi có sẵn nấm hương không? Nấm hương hả? Nấm hương thì hiện tại em chưa có. Với lại ở trong này đôi khi cũng nó giống như nấm đông cô á, em cũng đang xem xét coi thử mình có phù hợp với cửa hàng của mình đem về hay không. Tại khi mà sử dụng nấm hương rồi thì ăn nấm đông cô không được nữa. Dạ, đúng rồi. Thì nấm đông cô sẽ hôi hơn, nó đắng hơn, còn nấm hương sẽ là thơm hơn, nó dẻo hơn. Nguyên một cái không gian để khăn của em nè, khăn đủ màu hết, mà khăn này là dệt tay. Hôm qua thì có ông bà cô chú hỏi là kích thước nó như thế nào, thì là kích thước nó 70 nhân cho 170 là độ dài nó khoảng 1m7 luôn cái tua rô, còn bề ngang của nó là khoảng 7 tấc, to lắm cả nhà. Nó có rất nhiều màu lắm nè, màu vàng, màu đen, màu trắng đen, màu xanh, xanh này xanh vỏ đậu nha, rồi màu này là màu hồng, rồi đỏ đen, kiếp đỏ đen, ai thích kiếp đỏ đen thì mua kiếp đỏ đen. Còn màu này là màu hoa cao, nó cao giống như cao hơi hơi hơi
mình màu cao hơi tươi hơn xíu. Còn này là màu xanh, là xanh nước biển, hay là sọc hồng. Còn này là sọc cam. Rồi này là cao thì cao hơi sậm xíu, nó có nhiều loại. Sao mày biết sao không dài mà cái chẩm chéo này mình bán hơi chậm hơn bình thường không? Tại vì anh mọi người mua trên phiên live của anh Hải hết rồi đúng không? Tại phiên vì có một chương lần trình nữa. Bán trên 10.000 hũ này. Ồ, bởi vì hàng chi không ai, ông bà cô Châu Đốc thì chỉ có xong hãy bán này trên ở Châu Đốc thôi. Ở Châu Đốc là nhiều, ông bà cô chú ở trong vòng vòng Châu Đốc á thích sủng sản phẩm này nè, rồi mua về ăn thôi. Gần gần mình mua ăn liền đỡ tốn tiền ship. Đúng rồi. Ờ, trong thời gian này em hôm nay em có chuẩn bị ăn cơm sẵn, mình coi thử mình thiếu cái sản phẩm gì đó rồi mình coi mình làm luôn. Rồi giờ này thì trong này thì mình ăn cơm. Hôm nay thì Song Thủy đi mua cái lẩu bò. Mấy bữa nay là chị Phụng là bà cũng vô nước mắm tới tối luôn, hay gì mọi thường nó làm là có nửa ngày à. Bữa nay là bắt đúp bò luôn, tối tới 9 giờ 10 giờ mới về tới nhà. Cả nhà thấy không? Này là lẩu súp bò. Song Thủy thích nhất là ăn cái mỡ mỡ của bò á. Đó, bò viên nè. Nãy giờ suy nghĩ không biết mua món gì để mời chị Phụng. Hôm nay cái món mà đặc biệt là gà tre. Con gà tre. Gà tre nấu với phở. Em biết gà này là gà gì nè? Gà đực đúng không? Ê, phải không? Ấy lộn, gà trống chứ không phải gà đực. Con gà trống. Giờ em sẽ để gà vô ha. Trong thời gian mình ngồi đó mình nói chuyện rồi cái mình để vô là hồi quay qua mình ăn là nó vừa. Để xíu nữa nó không kịp thời gian để mình ăn. À, hình như nó hết gà chị Phụng ha. Nãy em mở nhớ là mở to lắm. Hai cái này là hai cái cây gà này, cả nhà thấy cái cây gà không đầy với người ta bắt nó khác rõ rệt không? Để vô luôn. Đó. Hôm qua về mưa quá cả nhà, không dám chị nhanh nữa. Mưa quá trời, mưa tầm tã luôn. Đó. Hấp dẫn không? Mà cái này em không biết là nấu lâu không anh Caramel, tại vì giờ cũng đói bụng á. Nấu chắc tầm 20 phút thì trong thời gian đó mình sẽ ăn bò trước. Thì mình sẽ ăn gà sau. Ủa gì hả? Rồi đầy đó, còn hồi mình nhúng rau nè. Wow. Rau đây thì có cái này là cải này tầng rau ô. Tầng ô xong ấy. Tầng ô. Rồi rau ăn phở thì có ngò gai với rau thơm, lá quế. Rồi cái này là cái em giá, hành lá. Hành lá hồi mình để mình ăn cắt vô thêm hả? Hành lá hồi để vô cái lẩu á, cho thơm. Để em vô em thay cái chai này cái nãy giờ xong. Em nhớ là em bắt rồi mà sao nó lâu sôi dữ vậy luôn. Ôi, nó hết da, nó lạnh ngắt luôn rồi. Hai chị em có hẹn sao mặc áo hịch vậy? Ủa gì hả? Đứa sọc đứa sọc màu con gắn lục. Trời ơi. Đây, hai vệ sĩ của Song Hỷ. Bảo vệ đi, bảo vệ của Song Hỷ đó. Chứ không phải là tới cái mùi thơm quá mà. Bảo vệ nha cả nhà. Còn một em mon Song Hỷ cho đi xì ba rồi. Hai tuần nay đi bỏ bê quá, nó húi ùm luôn. Lòng nó rối. Giờ phải đi xì ba để mà cho make up cho nó đẹp trai lại xíu. Còn hai em này là giống như là bảo vệ ở khu vực này. Ai mà đi qua ha, đi qua la qua là qua cửa hàng. Cái này gọi là cửa hàng đi. Đi qua là cửa hàng là phải gặp hai em. Mà hai em lúc nào cũng ngồi đây hết trơn á. Hello chị Phụng nha. Bây giờ tâm sự xíu rồi. Hôm qua giờ bữa giờ soạn hàng ở nhà rồi thấy sao? Tình hình thấy đuối không? Cũng nói chung là cũng hơi đuối. Tại vì làm dập dập dồn cái làm sản phẩm nữa. Tại vì mới vừa nó có sản phẩm mới chứ về tung ra cái làm cái đóng không kịp. Nhưng mà mình không nghĩ là cái sức đúng mà rồi. Tiêu thụ quá mạnh như vậy, quá sự yêu thương bà cô chú, quá yêu thương tới nỗi như vậy luôn á. Mà cả nhà thấy tham gia phiên live chứ cũng nói là gì vậy chị? Nói là tham gia phiên live cho vui vậy thôi chứ cũng không định là bán hàng nữa. Thì mình không biết là cái sản phẩm mình nó quá cao cấp hay không, nó quá có phù hợp hay không, hoặc là giá nó có cao đối với ông bà cô chú hay không. Sợ khi mà mình phiên live mà mình live xong á mình không bán được đơn nào nó cũng buồn. Đó, cũng đang phân vân. Nhưng mà cái suy nghĩ à thôi kệ làm đại đi, nếu mà mình bán không được thì mình cứ quảng cáo lên cái sản phẩm mình mới bán thì cái này cũng được. Mà cái khi mà like chị thấy em chị ở nhà chị lựa nước mắm, chị vô nước mắm không thì like một cái
ông bà cô chú quá trời chốt đơn luôn, chốt đơn quá trời luôn. Không có ngờ là đi cái sản phẩm quá trời. Chỉ là like là thôi, nghĩ là like chắc là đơn nó cũng đều đều thôi, ai giờ quá trời nhiều không có kịp luôn. Nhưng mà thường đơn ngoài thì mình đỡ đúng lo rồi, đúng không? Còn khi mà đơn đó TikTok thì nó khó một cái là mình phải giao đúng cái thời gian. Đúng thời gian đúng hơn nữa, chứ không thôi nếu làm không kịp là không có kịp hàng cho quý khách nữa. Ờ với lại em cũng sợ, em mất ngủ luôn á, hôm bữa đó là em mất ngủ luôn. Em nói không biết ở nhà chị làm được không? Cái tầm cũng ổn. Cái này vừa xuất xưởng nè, giờ là chị Phụng phải lựa từng chiếc nè. Cả nhà thấy không? Đũa nào bị lỗi là sẽ lựa qua một lỗi qua như vậy. Còn đũa nào mà nó đẹp rồi đó là sẽ để qua một cái thùng riêng. Đó là cái khâu vực là soạn hàng là chị Phụng là sẽ quản lý. Nên khi mà Xuân Hỷ đi đâu á, đi xa đó thì á, có chị Phụng cũng đỡ. Chứ mà đợt đi Tây Bắc á, cả nhà chưa có ai phụ á. Trời ơi, ba bốn ngày mới là được lên đến năm đơn nhờ người hỗ trợ. Giờ có chị Phụng cũng đỡ phần nào. Bữa trước là trước khi đi là phải làm sẵn hết số tiền 100-200 sản phẩm sẵn để nhà. Đúng rồi, bây giờ là quá trời nhiều sản phẩm, xương xương cũng 4-5 sản phẩm á, 4-5 sản phẩm để mà mình bán, mình kết hợp bên xưởng đuổi, bên xưởng đường cũng sổ mình với mình á. À, đúng rồi. Tại vì mình lựa kỹ thì bên đó thấy mặt hàng mà mình trả lại cũng nhiều hơn so với những cái chỗ khác mua. Đúng rồi, giống như là em phải mua, ví dụ như em mua 5.000 đôi hoặc là 10.000 đôi. Nhưng mà cái tiêu chí em đưa ra thì em lấy được đó nha. Cái tiêu chí mục tiêu em đưa ra đó là em lựa lại, chọn lọc lại á, thì khoảng phân nữa hoặc là ít hơn phân nữa nữa. Nhà thấy là em rất là kỹ về cái khâu đó, cái nào ra đó, cả những cái sản phẩm mà nhờ. Chai nước mắm bình thường thôi, nó là như là chai nước mắm bình thường, tại sao mà em lại chỉnh chu từng cái chi tiết như vậy? Chỉnh chu mà toàn bộ luôn, những cái chi tiết từ hộp cho tới ngoài tới ở phía trong luôn, chỉnh chu từng cái sản phẩm luôn. Vì đây đó là mình trân trọng khán giả. Mình muốn đem cái đặc sản của mình, quê hương của mình quảng bá nhiều hơn bà cô chú. Giờ nhờ như vậy mà ông bà cô chú trong và ngoài nước đều biết những cái sản phẩm này luôn á. Vừa sử dụng được mà vừa làm quà tặng cũng được. Đúng rồi. À, bữa nay thiếu đèn cũng. Dạ nó hơi thiếu đèn, nó thiếu ánh sáng nên lựa cũng phải hơi kỹ, tại vì cái này cái màu này cũng hơi khó lựa. Lựa ngồi mắt mình nó giống như nó bị... Nó hơi làng vậy á. Dễ buồn ngủ lắm á. Hai bạn ơi đừng có quậy coi, đừng có giỡn coi, giỡn một hồi văng cái nồi luôn á. Trời ơi, hai mẹ con nhỏ này. Hai mẹ con á, cứ thấy vui vui là qua đây à. Giờ chị Phụng nói cho bụng chưa? Cái bụng thì đang ăn cơm. Đây là đơn của ngày hôm nay. Ở ngoài trước còn một lắm quá. Ở ngoài trước còn một núi trên bên ngoài kia nữa. Mà giờ soạn hết. Giờ ý đổi qua khu này mà nó còn hay là chạy cứng. Không chỗ, không có chỗ để. Em thấy hầu như là mình có cái kho và càng to thì cái đồ mình nhập về càng nhiều á. Vừa chứa hàng mà vừa chưa đóng gối nữa. Nên mình có cần phạm vi có rộng được. Thôi giờ ăn cơm đi rồi làm thì làm tiếp. Tới bụng rồi. Vô dùng cơm đi. Ây dạ, nó sôi rồi. Ăn phở này chị biết thiếu gì nữa không? Ăn gà nè. Ăn gà thiếu phở luôn. Chứ không phở thiếu gà là sao? Thiếu nước chấm, trời ơi, nước chấm nè. Nó đùa là cho vui mà. Nước chấm, ăn cái gì mình cũng chấm hết trơn á. Đó. Nước mắm cái lên nha. Đúng, nước mắm đậm đặc. Hăng lắm mới mời đó. Cái này là quý lắm đó. Bữa đi mua cái dòi chưa có. Tại vì cái dòi á nó nhỏ hơn nó với cái đầu của cái chai chấm ớt vô. Cái màu nước mắm là nước màu cánh gián. Mà nhưng mà nó thơm nồng nàn lắm nha. Vừa gót ra là cái bài mùi thơm mà. Như vậy mình ăn, biết ăn là nó gịch liền luôn á. Có nhiều ông bà cô chú nói là trời ăn mới đầu ăn thì nó cái mùi nó nồng, nhưng mà khi mà ăn rồi nó gịch lắm. Bữa hôm nhớ cho xuyên like á, Hải cầm chai nước mắm xong Hải
hửi tay ngoài. Nghe cái mùi nó là giống như là một cái mùi rất là quyến rũ, cái mùi đặc trưng. Nhưng mà anh nói là anh thích nha, anh nói là cái mùi đó là đúng chuẩn là nước mắm luôn, nước mắm mà nước mắm nhĩ luôn á. À, biết ăn mắm cá thì thích lắm, nó có hương vị cá. Thôi trong thời gian mình gà chưa chín thì mình ăn bò đi, bò viên có nè. Cái này mua bò viên của bên nhà chị Phụng á cả nhà, làm nấu một nồi luôn nè. Bò viên bữa giờ bán được không chị Phụng hả? Dạ cũng được, nhờ cái phiên like của chị em bán đó, nghe cái đường lên địa chỉ, cái nhiều người ta cũng điện thoại hỏi mua viên ký. Với những người mà ở trong đường xa nhà bạn Tịnh Biên và Phè Vĩnh Trung á, cái cánh ngoài cũng chạy bao xe lên ăn. Nghe hôm bữa là bao nguyên chiếc xe 16 chỗ từ trong rồi. Đâu đi ra ngoài ăn mì hủ tiếu xong về hả? Dạ, ở trong Vĩnh Trung. Trời ơi, xiên hạt luôn á, thật sự luôn á. Mình ăn cái muốn đi hay là mày muốn ăn mì mình thả mì vô ăn mì chung với mình ăn mì trước đi xong rồi mình để rau vô. Ăn nhẹ nhẹ sương sương thôi cả nhà, đũa hút nốt nhà có xài sẵn luôn. Nhìn mì gói nhớ Phạm Dũng. Đúng rồi, bữa hổm đi ăn sáng cà phê xong rồi xong Hỷ cũng tranh thủ về luôn. Một bát à, sao nó lăn vậy? Phạm chị... Dũng là khi mà đồ ăn ngon cái nào ngon cuối cùng phải là làm một gói mì. Xíu nữa em lấy bầu viên cho anh caramel nêm thử coi vừa ăn không nha. Đó. Em lấy cái chén này nè, em để đây nè, tí xíu nữa em sẽ trong thời gian này đợi gì trời. Nhúng ra vô đi chị, nhúng ra. Nhúng ra luôn hả? Ừ, nhúng ra vô giùm, mình vừa ăn vừa cặp với bò ăn lắm, nó bắt mắt. Nó nước đang sôi, vừa sôi mình bỏ nó vô cái. Đúng là người bán lẩu bò có khác. Nó vừa sôi vậy á, cái mình ăn cặp vô nó ngon. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Cái này lâu lắm rồi đó. Nhưng mà hôm nay xiên cái là đựng con gà. Bây giờ cực, bây giờ phở gà là ngon xuất sắc luôn á. Hôm nào Phụng nói gia đình người có thể là thêm một gà nữa. Hủ tiếu bò viên mà có gà nữa thì đặc sắc với cho đất chơi có luôn. Nhưng mà có nghĩa là mình kèm thêm gà vô nữa cho người ta về người ta mua, giống như làm một cái lẩu giống như cũng được. Để bữa giờ cực quá trời luôn bữa giờ. Bữa giờ bỏ bê gì? Chắc về cũng nằm xài lại. Nói chung là dọn hàng chuẩn bị đồ xong chắc nằm slide vậy, slide luôn á. Đứa mà vui chị ăn cái mà mỡ không, cái nào cũng được. Giá luôn ha. Dạ. Bồi bổ lại bữa giờ chốt đơn quá giờ bữa nữa phiên live mà gần 100 đơn rồi là lúc đó hơi sợ rồi. bữa đó là em thật sự em run em sợ không đủ. Ở nhà cũng không có chuẩn bị kịp á cả nhà. Chỉ có mấy người thôi, nhất là mình đóng gói này kia nọ đó, sợ không kịp. Tại vì chưa, không ngờ là cái phiên live đó mình sẽ bán được hàng như vậy. Anh để em mời em nha. Còn tới giờ tới lịch xong Hỷ cái lửa này mình thêm đi, sợ gà nó không chín đâu. Em caramel chút xíu nữa em hãy chuẩn bị cho anh nha. Tại vì nở ăn không có ngon. Chị gấp mì lên. Hôm nay tập trung cho cái Phụng đi, cái Phụng về mệt rồi. Đưa tiên cho cái Phụng đó, Phụng ăn hết lẩu đi. Đây có miếng bò mình chấm với nước mắm nè. Bò nhà làm đó, bò nhà chị làm đó. Chị Phụng là bán tối là có bán hộp thịt lộn nữa, cả nhà bán khô nữa. Mà mấy cả tuần nay là hình như là dẹp cái xe khô luôn, tập trung đóng nước mắm. Tập trung chuyên môn. Ôi cái này ngon nha. Trời ơi, đã không? Ui trời ơi nó đã nè. Đây em gấp cái này cho anh coi nè, nguyên một cái cục đúng là em thích luôn. Có cái sụn nữa nè. Quá trời hấp dẫn nữa. Chị Phụng không mở rượu. Cái gì vậy? Nó nhảy mũi. Bây giờ mảnh này nấy gấp nha. Ăn dạ. Nó thoải mái ha. Để mắc cỡ. Ủa sao kỳ gì? Có chắc gì quá chắc sợ. Ở trong Nam ăn cái gì phải chấm cho cái nhà hoặc là chan lên. Ừ.
Hôm nay đặc biệt có mua thêm tần ngô nè. Tần ngô nhúng đậu ngon lắm. Thế sao? Nóng không? Nóng à. Nóng mà ngon. Tần ngô này nè, nước vừa sôi lên cái mình nhúng xuống mình lấy lên liền ăn, vừa tươi vừa giòn ngon. Đừng có để chín. Đừng để chín là mình ăn mất cái độ ngọt của rau. Rồi mình ăn mình bỏ rau vô ăn liền á. Đúng rồi. Bây giờ mình để rau cho mình ăn nhiều. Gà nó nãy giờ nó ăn nó cũng gần chín rồi. Rau tần ô này mình ăn được cái là nó giòn đó nha. Đó giờ này sáng ăn lẩu là đã. Đó, nước chưa xong mình ăn nước nhúng thì cắt lên liền ăn nó ngon đó. Đậu tươi nó còn. Một cái nhọn chấm chấm. Sao em thấy ớt nó chưa được cay mấy mà sao chị sặc à? Như chị Phùng ít ăn ớt nha. Ăn ớt được nhưng mà không ăn cay quá, ăn cay quá là không chịu nổi. Không biết gà chín rồi nữa. Gà chín không? Nước sôi là để xuống. Gà chín rồi. Con gà cũng dễ chín lắm. Con gà này con gà tre á. Ừ. Bữa nào phải ăn kỹ hổ hổm nè, hôm bữa cá chưa chín. Ủa gì hả? Đúng rồi, tại vì nó cá nó cái bụng nó hơi dày, khi nó chín nó ngoài thôi, nhưng mà cái lớp bụng nó trong nó hơi. Còn cá nó bị nó trứng, nó lâu chín hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cá nó nấu canh chua ngon. Mình cho chị cái cây gà này. Cây gà này chắc chắn là chín. Tại vì ở trong tàu phiên người ta chỉ chần qua sơ thôi là đã chín rồi. Còn cái này nãy giờ nó nấu lâu rồi. Ăn cho nó khỏe. Chị Phụng ít ăn lắm cả nhà. Ăn không có được nhiều hết trơn. Hay là thấy bầu viên ghét thì sợ ngán luôn rồi. Ây, chấm nước mắm nghe cả nhà. Chấm đây. Này có giá là lấy giá múc giá. Thôi gà chín chưa lấy gà luôn. Con miếng này nó mỏng này chín rồi. Cái con gà tre là cái con gà nhỏ xíu à. Gà nhỏ xíu nó dễ chín lắm. Đây, mình để vô. Để bọc xương. Nó chín rồi. Mà nó chín lắm, nó sôi lên là chín rồi. Hả là nhẹ nhẹ rồi. Thịt nó dài hơn nè. Gà tre mà luộc nước súp này thì nó thấm nước súp nhiều lắm. Thơm lắm. Đúng là ăn cơm nhưng mà thôi, lẩu là ăn mì nó hay hơn. Ăn mì hoặc là ăn bún phở. Ăn bún hoặc ăn phở này kia. Ăn bún hoặc ăn phở thì nó bắt hơn, ăn chung với lẩu ngon hơn. Cái cục mỡ đã quá trời luôn. Nhưng mà chị về Phụng ăn gà đi. Để ăn tắm bổ lại. Chuẩn bị vô phiên la tiếp tục. Bồi bổ. Rồi cả nhà thấy nè, anh caramel chu đáo không? Nguyên cái tô câu để nguyên luôn nè. Nhưng mà tí xíu cho nó chín chín nè. Cho anh caramel một cái viên này nè. Đó, viên kề nha. Rồi mới ăn đi. Thì dì em ăn cho nó đều. Dì em ăn. Ủa sao không ăn đi? Ít ăn cái gì vậy? Đây em đang ăn.
tính chừa lại sau khi quay phim mới ăn hay sao? Bữa nay mình thay đổi chút xíu là mình không chấm tương mà mình chấm nước mắm thì Phụng thấy sao Phụng? Nói chung là cái lẩu bò á, mình ăn chấm nước mắm với nước tương á. Nước tương thì ăn với lẩu bò nó rất khác hơn, nhưng mà thay vì vậy nhưng mà tại vì có gà nên mình phải chấm với nước mắm thì nó ngon hơn. Đúng rồi. Anh Caramel đã làm miếng gà to nhỏ quá. Cái đùi nè cả nhà. Cái đùi con này nó béo quá. Cái đó là cái này là cái gì vậy? Cái đùi gần đùi xong rồi. À. Cái kia là bát cánh. Bát cánh. Nãy phải mà mình lấy thêm một miếng chấm chéo mình để vô cái chén nước chấm này mình cũng ngon. Rồi tỏi Lý Sơn. Phụng ăn mạnh nha Phụng nha, đồ nhiều lắm nè, gà nhiều lắm, bò nè, thôi nhà bán bò thì ăn gà đi. Ăn gà đi, gà che. Rồi, con gà này nó nhỏ mà có vỏ ghê, nó cũng tương đương với con gà che, gà gà ta mình á, thịt nó chắc lõi à. Hôm bữa mà khách mua ở thành phố hoặc ở mấy tỉnh xa xa thì mình giao sao Phụng ha? Dạ. Mua bao nhiêu hả? Ừ. Cái bữa hẩm thì em có nói là khi mình mua bò viên thì chuyển khoản trước nên lúc đầu á khách hàng mua á luôn hỏi này kia giá cả xong rồi sau đó em sẽ tổng tính lại xong rồi ta xin số tài khoản mình chuyển khoản xong rồi đó mình đóng gói vô hộp muối rồi tổng phí bao nhiêu này kia nọ thì bên kia người ta chịu giống như phí ship, còn bên em thì chỉ lấy tiền bò viên thôi. Thông thường là chuyển ở bao xa mình chuyển được? Thường là hổm gài thì chỉ có ở dưới Vĩnh Tre hoặc là ở trên Sài Gòn về Long Xuyên, Cần Thơ cũng có. Có nghĩa là trong ngày? Dạ đúng rồi. Nghe trong, xe trong ngày thì xe trong ngày có. Là chiều chưa qua chiều hoặc là sáng là mình gỡ là bắt đầu qua ngày sau là có người đã nhận được rồi. Nhưng mà tốt nhất là buổi tối mình chuyển là hay nhất. Dạ. Nó mát. Nó mát thì nó bảo dưỡng được luôn hơn. Tại vì khi nó đá mình đi mình đông đá với mình để đá trong đó khi ban ngày á trời nóng thì nó tan nó màu tan đá. Ừ. Hổm gà bán chua được không? Nói chung là hổm gà em người em lo đóng hẳn ở đây không có bán bởi vì chưa có được. Có 50 bịch nha. Dạ. Nào làm xong rồi giao. Ừ. Vô ngon đó nha. Bữa xong hỉ ăn ở ngoài quán có chị Phụng xong á cái chú ở ngoài trong núi Sam chú ra chú mua về chổng trời mua hình như cũng trăm bịch ha. Chú mua 20 bịch, chú nói là ở trong chổng quán cũng bán nhưng mà không có ngon bằng ở ngoài này ăn nó khác. Ở chổng người nó bán giống như có không có béo béo chua chua ngọt chứ không phải giống như là nó ngọt ngay à. Ở chổng làm mà cũng có làm mà làm nó không có gì không bằng ngoài này của mình. Lên men đủ giờ nè, sữa đầy đủ thì nó sẽ béo và chua. Dạ. Cái chua ngọt ngọt nước không? Nhiều quá thì nó sẽ bị giống như là đá bào. Dạ. Không ngon bằng. Ủ sữa cho ủ vô ua mà nó có lên cái lớp giống như nước đá vậy đó là vô uống không ngon. Nó sền sệt, nó dẻo mà không có đủ nước. Ừ đúng rồi. Mà có gì nha, chị Phụng là ăn ngon nha. Nó chua chua ngọt vừa phải luôn, nó không có chua ấy mà nó chua mà cái mùi nó kỳ kỳ, nó hăng hăng mà mấy cái chỗ mà Song Hỷ thường ăn nó cái mùi nó hơi kỳ kỳ. Nó không có giống như bên chị Phụng bán. Dạ ưa mà ủ đúng chuẩn giống như tàu hũ đó. Khi vừa ủ xong là mình cầm cái hũ là không chảy ra ngoài luôn. Đúng. Nó dẻo. Nó chắc dẻo vậy đó. Mà không làm bị đông đá. Mà phải ủ đúng giờ nha, mà cái thời tiết á mình ủ giấc tối thôi. Mà ủ ban ngày á là nó bị đông đá mà ủ tối bởi vì canh làm giấc tối lắm mà. Làm từ canh 8-9 giờ mà làm tới 11 giờ canh từ đó mà tới sáng thì nó đều hơn. Còn ban ngày á, độ nắng đó, vừa có nắng hoặc là không nắng hay là vô nó không có đủ đồ dẻo, không đủ đồ chua. Thấy làm tại cơ sở của Song Hỷ xong thì về bán thịt lộn với bán bò viên. Tối thì phải làm vô ua thêm để bán thêm cả nhà. Rất là giỏi luôn.
ông bà cô chú nào mà có mua bò viên hoặc là mua vô ua mà ship đi trong ngày ấy, thì liên hệ chị Phụng số nào? Dạ, số điện thoại mà có bò viên hoặc là đặt vô ua vậy đó cũng chung được là 034 8899093. Bò viên ngon cả nhà. Bò viên đó là mình làm được bao nhiêu năm rồi hả Phụng? Nói chung là lúc mà hồi nhỏ tới giờ là lúc mà chưa biết thì ba đã có cái nghề này rồi, cũng được mười mấy năm rồi. Mà bán lại cái ống ngoài chợ thì được 15 năm. Mà trước đó thì bán đẩy dạo thì cũng được trên 10 năm nữa là hai mấy năm. Hai mấy năm. Lúc nhỏ em thấy ba em làm lúc chưa có máy là bằng gì chứ? Là hồi lúc đó là nếu như chưa có máy móc thì thường người ta đập bằng là hai cái cây sắt bự lên một cái tấm thớt là rất là cực. Mà quay bằng máy thì nó dễ lắm nha, mà khi mà đập cái đó là giống như mình đập dùng sức mình đập nó trên một tấm thớt bự như này. Đập chừng nào mà cảm thấy mà thịt nó săn chắc với nó đều hết trơn, dẻo. Nó dẻo lại thì mình mới đổ ra cái mà mình nó đổ giống như mình nêm nếm. Nhưng mà bây giờ có máy móc không? Có làm không hay là? Bây giờ cũng vẫn có làm máy móc nhưng mà khi mà nó chỉ xay thịt cho nhuyễn thôi. Nhưng mà mình vẫn đổ ra trong cái thao, mình phải đánh bằng tay. Phải quết bằng tay? Đúng. Không có quết bằng máy được hả? Không. Nếu quết bằng máy thì cái độ của bò viên nó không có dai. Không dai, không có giòn. Không được nguyên chất. Cái nào quết mà theo cái bò tự nhiên á, quết bằng tay. Cái này quải tay dữ à? Ừ, đúng rồi, bởi vì cái đó phải dùng cái sức của đàn ông, chứ phụ nữ mà quết không tới cái viên bò nó cũng bở gẹt à. Nó bở. Mình ăn vô mình sẽ biết. Tại vì mình đâu có để chắc cái này kia nọ vô, hàng he thường hàng he là mình cắn cái rụp. Đúng rồi. Nghe cái giòn cái tăng luôn. Bởi vì bán cái gì mình phải mình tại vì á, khi mà mình bán hàng á cả nhà, cái người đầu tiên mà trước á, bị trước á, là nếu mà mình làm cái gì mà không có cái tâm á, thì mình bị là người đầu tiên. Ví dụ như là cái sản phẩm mà Song Hỷ đi, sản phẩm ví dụ như đường đi, nếu mà Song Hỷ bán mà Song Hỷ để tẩy thì người đầu tiên thử trước là ai? Là Song Hỷ. Thì Song Hỷ thử là Song Hỷ bị bệnh, chưa tới tay người dùng đó là Song Hỷ là đã bệnh rồi. Nên là thôi, mình làm cái gì cũng phải có tâm từ đầu, làm sao ra đó, dù không có mình không bán, chứ mình không dám lấy hàng tầm bậy tầm bạ được. Khán giả tin mình mới mua, nghĩa là chất lượng là tin tưởng coi mình. Đúng rồi. No chưa? Mà okay. Đem đi lấy cái khăn giấy. Chứ cửa hàng chứ cũng nhiều đồ, khăn giấy này kia nhiều. Không có tiền chứ có giấy chứ chai nhiều. Thằng Kim tự nhiên nha. Hình như là hai bạn này là biết trước có quay phim hay sao, lần nào quay là hai bạn cũng quay. Qua nằm kìa kìa. Nằm cái đuôi cái mẹ nó nữa kìa. Hôm bữa anh Dũng về nó lấy cái đuôi giới ổng á. Nó chạy vòng Song Hỷ ngược theo chạy muốn chết luôn. Nó không thả là không. Khi mà nó thả ra ở đâu giới nhẹp luôn. Quậy mà. Ừ. Chị lắc. Chút xíu đi cha nha. Chút xíu đi. Ngồi đó đi, nằm đó đi, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống đi cho cha. Nghe chị nói lại vậy. Anh Garabe nó bụng chưa? Chưa thì hãy chị ăn đi. Ăn no đi. No rồi đó. Khi mà Song Hỷ hỏi này là Song Hỷ là quá no luôn á. Không no gì quá no nên là anh chơi caramel cũng tranh thủ ăn nha. Còn ông bà cô chú nào yêu thương Song Hỷ muốn ủng hộ những sản phẩm bên nhà của Song Hỷ á, ví dụ như là đường mặt hút nốt nè, rồi nước mắm dĩ cá linh non, hoặc là con mắm để nấu lẩu mắm, hoặc là mắm chân, mắm thái, đũa hút nốt nguyên chất của cây này thì từ 70 năm đến 100 năm. Mà hư thì Song Hỷ là nhờ chút là lựa từ 100 năm thôi, chứ cũng không có 70 năm nữa, cũng rất là khó. Cái này giờ cũng dùng là 100 năm chứ. Ở đây nãy giờ cũng dùng là dùng lửa thuốc nốt nha bà con. Mà nhưng mà dùng là 100 năm nha, 100 năm chứ không phải dưới 50 năm đâu. Vì 50 năm cũng sử dụng không được. Nó xài được cái phần mà gần cái lớp vỏ thôi. Lớp vỏ mà nếu mà vô sâu lớp vỏ xíu là nó đã ra cái khác rồi, nó đâu có sử dụng được nữa. Ông bà cô chú mà có ủng hộ những sản phẩm của nhà Song Hỷ thì dùng sản phẩm nhớ là ủng hộ cho Song Hỷ. Còn nếu mà không có nhu cầu mua sản phẩm này thì cũng là ủng hộ xem video của Song Hỷ để ủng hộ tinh thần cho Song Hỷ nha. Còn bây giờ thì Song Hỷ cũng cảm ơn bà cô chú trong mấy ngày hôm qua đã luôn theo dõi Song Hỷ.
cùng Song Hỷ cùng với anh Caramel từ đi khám phá ở Hồ Chí Minh hoặc là trong những phiên live cũng hồi hộp, ai cũng hồi hộp thay cho Song Hỷ chứ sợ Song Hỷ lên chảnh nó sai. Trời ơi, Song Hỷ cũng sợ mà Song Hỷ run luôn. À, hôm nay cũng là đổi lại mình cũng được nhiều đơn hàng, nhiều sản phẩm trung bá cho mọi người đều biết là cũng mừng rồi. Đúng rồi. Nhất là qua hôm nay thì Song Hỷ cũng cảm ơn chị Phụng đã cùng với Song Hỷ là soạn ra những cái sản phẩm để mà lên đơn hoặc là chốt đơn. Đôi khi có gì đó mà nó bị giống như là nó bị mớp hoặc là nó bị ảnh hưởng tí xíu thì ông bà cô chú cũng không cảm bỏ qua nha. Vì nhóm Song Hỷ chỉ có công ty hai thành viên rồi cả nhà, một người chốt đơn là Song Hỷ, một người soạn đơn là chị Phụng, và cái anh shipper thì anh lâu lâu mới lại đó. Ông bà cô chú yêu thương Song Hỷ thì luôn cùng với Song Hỷ và anh Caramel cùng chị Phụng nha. Mà hôm nay là mới ăn cơm Song Hỷ với Phụng, mình còn buổi tiệc để ăn mừng những người hôm bữa là có tiếp Phụng đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm bữa gần những ai Phụng kể cho nghe. Dạ có chị gì nè, chị Hoa đúng không? Chị Hoa nè, chị Tư, chị Tư rồi với chị Ngân là biết cho anh nữa chứ không phải chứ không mình nên thì đóng thôi, không có kịp hàng đâu chứ không có nhờ những cái chị đã tiếp thì chắc những cái đơn hàng của chị Song Hỷ đưa về chắc mình anh em bắt đầu. Còn cái hôm bữa mà bữa đầu tiên mà like đó là nói nhà có tiệc sinh nhật đúng sinh không? Nhật dạ đúng rồi, có tiệc sinh nhật. Cũng vui lắm, vừa ở mà trong đây đóng hàng mà ở ngoài ca thì ca cũng đỡ buồn chứ không thôi mình nên đóng hàng cũng vui hơi cũng buồn. Nghe nói đang ăn tiệc sinh nhật rồi bỏ tiệc đi vô đóng hàng luôn. Còn bây giờ thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây, hẹn cả nhà video sau. Nhớ là ủng hộ Song Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Song Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Song Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Song Hỷ nha. Đây là đường mật hút nốt nguyên chất 100% và xứ sở của quê hương của Song Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Song Hỷ nè. Đó. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Song Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mật ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Song Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Song Hỷ có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000, mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao là TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Song Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Song Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Song Hỷ nha.